Xin chào kênh Nhật Tiến 39, rất vui gặp lại được các cô chú anh chị trong nước và ngoài nước. Thì hôm nay mình đến số 188 Trương Vĩnh Ký ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Mình sẽ quay và chia sẻ cho các bạn và các anh chị xem cái quán em gái rất là xinh đẹp là Ngô Dung bán xôi xéo, chỉ có 15k thôi. Còn bây giờ mời các bạn và các anh chị xem mình đi vô trong, mình quay và chia sẻ cho các bạn, các anh chị xem nha. Thank you.
em không có thoát qua coi được nha chị, cho em đang like á, chị nhắn lên comment lên luôn nha chị. Thank you.
Hello, chào chị. Cho em 6 gói xoài bắp nha. Hôm nay đổi lại ăn xoài bắp. Dung, cười anh cái coi Dung. Cười cái này. Ba 37 ngàn lên xe rồi nè. Không có tiền. Rồi thả tim hai cái là đó. Bỏ đẹp. Tại vì